Trần Thái Tông, vị vua suýt bỏ mạng nơi đất khách quê người vì nông nổi. Triều đại nhà Trần khởi đầu từ khi Trần Cảnh đăng cơ vào năm 1225. Trong số các vị vua nhà Trần, Trần Thái Tông được sử sách khen là bậc minh vương, trị vì đất nước cẩn trọng, mở nền cho các thời đại cai trị sau này. Tuy nhiên, cũng có lúc nhà vua bất chợt suy nghĩ chưa chín chắn, suýt làm hại đến thân mình. Câu chuyện xảy ra vào tháng 10 năm Tân Sửu 1241. Dạo ấy, người Thổ, Mán từ bên kia biên giới phía bắc của nhà Tống sang cướp bóc vùng ven nước ta. Biết được việc ấy, nhà vua lệnh cho đốc tướng Phạm Kính Ân đem quân đi dẹp loạn. Thế mà sau đó, nhà vua lại thân chinh hành cầm quân đi đánh các trại Vĩnh An, giáp Móng Cái, Vĩnh Bình, giáp Lạng Sơn của nhà Tống phía đường bộ, vượt qua Châu Khâm, Châu Liêm. Ông tự xưng là trai lang, bỏ thuyền lớn, chỉ đi bằng các thuyền nhỏ Phụng Kim, Nhật Quang, Nguyệt Quang. Người nhà Tống khi đấy không biết đấy là vua, đều sợ hãi chạy trốn. Đến sau mới biết là vua nước Nam, liền trăng xích sắt giữa sông để chặn đường thủy nhằm mưu sát. Với tài nghệ đánh trận cùng một chút may mắn, Trần Thái Tông đã thoát chết và khẩn cấp quay trở về, nhưng lại hao tổn binh lực. Vụ việc lần này của vua từng bị Ngô Thị Sĩ phê trong Việt Sử Tiêu Án như sau: Vua Thái Tông đi lần này thật là cuồng bậy, bất quá muốn xem sông núi ở nội địa Tống, cho là người Tống chả làm gì được, chung quy suýt bị người Tống làm khốn đốn, thoát được miệng hùm là may. Có phải là còn huyết khí thiếu niên chăng? Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.